Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tiếng Dân Quận Cam do Bùi Mạnh Cường thực hiện. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với tất cả quý vị qua cái chương trình mới lạ hơn là liên hệ tới vấn đề thời sự hiện tại cũng như là cái cuộc tranh cử sắp tới xảy ra. Thì trước mặt chúng tôi, bên cạnh chúng tôi có thị trưởng Tạ Đức Chí. Ông là người đã sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta hơn 20 năm qua, từ chức vụ chủ tịch cộng đồng Nam California tới chức vụ nghị viên. Ông ở trong đó 6 năm và hơn 10 năm ở trong cái chức vụ thị trưởng thành phố Westminster. Hiện nay thì cái trách nhiệm của ông vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên ông thị trưởng Tạ Đức Chí muốn có một bước đi mới có thể phục vụ cộng đồng Việt Nam mình hữu hiệu hơn tại Sacramento. Xin thị trưởng Tạ Đức Chí gửi lời chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Rồi, chúng tôi rất là cảm ơn lời giới thiệu chân tình của anh Bùi Mạnh Cường và xin kính chào tất cả quý khán giả và đồng hương. Dạ, kính thưa quý vị. Hiện nay á, cái chương trình thời sự quốc tế đó đang rất là nóng bỏng về cái vụ Nga xâm chiếm Ukraine và được cả thế giới đang theo dõi. Thì trong cộng đồng Việt Nam mình, chúng ta cũng là những người đã từng bị là nạn nhân của cộng sản Trung Quốc hay cộng sản Nga, nó cũng tương tự giống như nhau. Thành ra thị trưởng Tạ Đức Chí là một cái người đã bén nhạy ở trong những cái sinh hoạt chính trị dòng chính mà không quên nhớ tới những cái sinh hoạt ở trong nước, và bây giờ nó lại nhớ tới những cái sinh hoạt của những người Ukraine cũng là cộng sản, bây giờ là nạn nhân của Nga. Thì chúng tôi được biết là trong ngày qua đó, thì thứ ba vừa qua thì thị trưởng được đến tham dự một cái chương trình rally cũng như là biểu tình chống lại Nga ở tại Laguna Beach. Thì xin thị trưởng cho chúng tôi biết rằng là cái chuyện gì đã xảy ra ở đó và cái chuyện sau cái buổi đó thì chúng ta có những cái diễn biến gì mà trợ giúp cho cộng đồng người Ukraine ở tại quận Cam cũng như tại Los Angeles, thưa thị trưởng. Dạ, thưa anh Bùi Mạnh Cường, thưa tất cả quý vị, cách đây 2 hôm, tức là vào chiều ngày thứ ba vừa qua, tức là ngày 1 tháng 3 đó, thì chúng tôi có xuống tham dự với cộng đồng người Ukraine ở tại thành phố Laguna Beach, và cái cuộc tuần hành đó đã được tổ chức tại cái khu vực bờ biển của Laguna Beach, thưa tất cả quý vị. Phải nói rằng chúng tôi rất là cảm động thấy cái sự tham gia của các cư dân đang sống tại thành phố Laguna Beach cũng như là các thành viên trong cộng đồng người Ukraine. Và cái cuộc tuần hành đã diễn ra trong cái không khí phải nói là khá là cảm động. Rất nhiều người trong cộng đồng người Ukraine họ đã đến tham dự tuần hành và họ đã cầm theo cái lá cờ Ukraine. Và bên cạnh đó, đó thì những người tổ chức cho cái cuộc tuần hành ngày thứ ba vừa qua tại Laguna Beach đó, họ cũng có rất nhiều những thỉnh nguyện thư để mà tạo cái cơ hội cho những người tham dự cuộc tuần hành sẽ ký vào thỉnh nguyện thư để gửi cho thượng nghị sĩ Dianne Feinstein đang có phục vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ để mà yêu cầu bà sẽ phải kêu gọi cái sự ủng hộ từ các chính khách tại Quốc hội đó để mà hỗ trợ thêm về vấn đề nhân đạo, về vấn đề phòng thủ của Hoa Kỳ đối với lại Ukraine. Chúng ta thấy đó là hơn một tuần qua Nga đã dùng tất cả những cái vũ khí hiện đại cũng như đã dùng tới vũ lực để mà đánh chiếm Ukraine. Tuy nhiên cái tinh thần chiến đấu rất là bất khuất cũng như kiên cường của người dân Ukraine đó, phải nói rằng đã làm cho thế giới nể phục. Và có thể là ông Putin cũng không có ngờ rằng cái sức chiến đấu khá là mãnh liệt từ các quân nhân Ukraine. Thành ra bởi vì khi mà chúng tôi nhìn thấy những hình ảnh đó, đó phải nói rằng chúng tôi rất là cảm động, và chúng tôi có chia sẻ với lại những người tổ chức cái cuộc tuần hành vào thứ ba vừa qua tại Laguna Beach là cộng đồng Việt của chúng ta tại khu vực
Lý Đô Sài Gòn cũng sẽ có một cái buổi, trong những ngày sắp tới cũng sẽ có một cái buổi để tuần hành để mà bày tỏ cái sự ủng hộ cũng như hỗ trợ cho cộng đồng người Ukraine. Và thưa tất cả quý vị, vào ngày Chủ nhật tới đây đó, có nghĩa là chỉ còn 2-3 hôm nữa thôi đó, thì đối diện với khu thương xá Phước Lộc Thọ thì sẽ có một cái buổi tuần hành và cầu nguyện để ủng hộ cho cộng đồng Ukraine tại Hoa Kỳ, cũng như chúng ta gửi một cái thông điệp rất là rõ ràng là tập thể người Việt tị nạn của chúng ta yêu chuộng tự do. Chúng ta sẵn sàng lên tiếng để binh vực tất cả những dân tộc trên thế giới mà đang bị đàn áp, đang bị chèn ép, đặc biệt là cái thời sự hiện nay đó, là thế giới đều thấy khá rõ rằng Nga đã dùng tới vũ lực để mà xâm lược Ukraine, và cái hành động này phải nói là không thể nào chấp nhận được. Và cái buổi mà tuần hành cũng như cầu nguyện vào ngày Chủ nhật này vào lúc 5 giờ chiều do chúng tôi cũng như là nghị viên Charlie Chí Nguyễn khởi xướng và đã được cái sự ủng hộ của rất nhiều các anh em các anh em là những nhân sĩ trong cộng đồng và một số những dân cử địa phương cũng đã hỗ trợ. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng và quý vị đồng hương, các tổ chức hội đoàn, nếu mà quý vị có thời gian, xin quý vị hãy đến để mà cùng chúng tôi, chúng ta sẽ tạo nên một cái hình ảnh, một cái biểu tượng là tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Chúng ta binh vực cho những dân tộc đang bị đàn áp, đặc biệt là chúng ta biết được Ukraine là đã chính thức tách ra khỏi Nga sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ vào năm 1991. Thành ra bây giờ thì chúng ta thấy được, mặc dù ở trên danh nghĩa là Nga không còn chủ nghĩa cộng sản, tuy nhiên trong những thập niên vừa qua thì chúng ta thấy được cái sự cầm quyền của ông Putin không khác gì cái sự độc tài của chủ nghĩa cộng sản. Vâng, cảm ơn thị trưởng Trí Tạ đã cho chúng ta biết hình tổng quát. Thì qua những tin tức vừa qua là chúng ta thấy rằng là cái tinh thần của dân tộc người Ukraine rất là anh dũng, và từ tổng thống cho tới người đối nghịch với ông tổng thống và những người thiếu nữ trẻ con nít thì đều gọi là mỗi người có một vũ khí trong tay, cũng như có những cái quả bom xăng đã được thiết lập sẵn rồi, thì là quân Nga có thể tiến vô trong thành phố bất cứ giờ phút nào, thì dân chúng ở tại đó sẽ biến quân Nga thành những cái mồi lửa. Và cái điều đó là một cái điều mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Vài triệu người mà có bom xăng thì nó là một cái trận chiến rất là khủng khiếp, và không biết lúc đó để quân Nga chạy đi đâu. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi rất là cảm kích với thái độ đó, và chúng tôi rất là hài lòng là thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là ông nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí và tất cả những anh em dân cử khác cũng như đồng hương đã nỗ lực để tỏ vẻ ủng hộ cái sự anh dũng của dân Ukraine. Thì chúng tôi cũng rất là mừng rằng là thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là anh em dân cử khác là đã có những hành động thật là nhanh nhẹn cho cái công việc này. Thì chúng tôi có nói chuyện rất nhiều với những người tham dự cái buổi tình ngày hôm đó cũng như là những người khác, thì chúng tôi được biết rằng là cộng đồng Ukraine ở vùng Orange County này cũng như ở trên Los Angeles, người ta rất là mừng rỡ, người ta tham dự cái buổi biểu tình cũng như là thắp nến cầu nguyện cho Ukraine. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất là cảm kích cái thái độ cũng như thích ứng rất là hợp thời và nhanh chóng của thị trưởng Đắc Chí và tất cả những anh em trẻ ở đây. Thì thị trưởng có thể cho nhắc lại một lần nữa cái buổi họp gặp mặt đó ở đây giờ giấc như thế nào, ngày giờ như thế nào, để cho đồng hương có một người số người chưa có coi cái phần đầu thành ra được biết rõ ràng hơn. Dạ, rất là cảm ơn anh. Thưa tất cả quý vị, cái buổi mà tuần hành và cầu nguyện sắp tới để mà cầu nguyện cho người dân Ukraine là vào ngày Chủ nhật sắp tới, tức là ngày 6 tháng 3 lúc 5 giờ chiều tại khu vực đối diện với Phước Lộc Thọ, mà chúng ta thấy cái phía bên kia đường đối diện của Phước Lộc Thọ đó thường hay xảy ra
thường hay có tổ chức những cái buổi tuần hành, những buổi tuyệt thực, những buổi cầu nguyện đó. Thì thưa quý vị, vào Chủ nhật này, 5 giờ chiều sẽ có một cái buổi tuần hành cũng như là cầu nguyện. Và đây là một cái sinh hoạt của tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Đây là một cái sinh hoạt của tất cả mọi người. Nên chúng tôi cũng xin phép kêu gọi cái sự tham dự của quý vị. Chúng ta thấy được trong hơn một tuần vừa qua đó, thì những hình ảnh chiến đấu khá là kiên cường cũng như là bất khuất của người dân Ukraine đó, từ tổng thống, đệ nhất phu nhân, hay là diễn viên điện ảnh, hay là các nghệ sĩ đó, hay là chính khách, hay dân cử ở bên Ukraine đó, họ đều xuống đường và họ đều cầm súng. Và những cái hình ảnh này đó đã khiến cho thế giới, phải nói thế giới, ngưỡng mộ. Và hơn một ngày về trước đó, thì tại cuộc họp ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đó, thì chúng ta cũng đã biết được 141 quốc gia đã đồng thanh bỏ phiếu để lên án Nga với những cái hành động xâm lược một cách trắng trợn. Chỉ có 5 quốc gia bỏ phiếu chống lại những cái lời lên án tố cáo của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, và có 35 quốc gia đã bỏ phiếu trắng, tức là không muốn có ý kiến gì cả. Và 141 quốc gia, là chúng ta thấy con số này nó rất là lớn, tức là hơn 2/3 đã lên tiếng để đồng thanh đưa ra những cái lời phản đối rất là mạnh mẽ, cũng như là tố cáo những cái hành động xâm lược của ông Putin. Mà chúng tôi nghĩ rằng ông Putin á, có thể ông cũng không ngờ tới là thế giới hiện nay đang bày tỏ cái sự căm phẫn. Rất là có thể rằng ông đã nghĩ tới cái cuộc xâm lược cũng như là sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 đó. Thì ông thấy cái thời điểm đó, Tổng thống Obama cũng chỉ đưa ra cái lệnh trừng phạt mà thôi. Và các quốc gia trên thế giới hoàn toàn không lên tiếng vào cái thời điểm 2014. Và rất là có thể ở trong quá khứ đó, bởi vì cái sự phản ứng lên tiếng của thế giới quá là yếu ớt, thành ra là ông Putin đã có những cái hành động rất là ngang ngược, rất là xâm lược. Thành ra hiện nay đó thì chúng ta thấy khá rõ Nga đã bị vây bủa về vấn đề kinh tế. Thành ra cái điều này cũng sẽ là một bài học cho ông Putin. Và riêng về với những cộng đồng địa phương tại Hoa Kỳ đó, thì cái sự lên tiếng của cộng đồng Việt của chúng ta thiết nghĩ rằng là điều cần thiết. Dạ vâng, cảm ơn thị trưởng Tạ Đức Chí. Trở lại cái công việc mà về Ukraine, chúng ta cái phần đó chúng ta có thể là tạm đủ. Bây giờ trở lại cái buổi họp ngày hôm nay, mà thị trưởng cũng là một cái người mà dấn thân để nghĩ tới những cái nạn nhân về môi trường ở Formosa cách đây mấy năm. Thì chúng tôi được biết là thị trưởng cũng đi tham dự và là một trong những người guest speaker đầu tiên thì phải. Dạ. Nói về cái buổi hôm đó thì chúng tôi thắc mắc là trước khi là thị trưởng cho chi tiết cái vấn đề đó, tôi thắc mắc là cái vụ Formosa đã chìm đắm ở trong thời gian khoảng 4-5 năm nay rồi, giờ tại sao nó lại nổi lên nữa? Thì tôi thắc mắc cái điều đó. Rất là cảm ơn anh Cường đã nhắc lại một cái biến cố ở tại Việt Nam vào năm 2016, đó là cái vấn đề cái công ty xả thải Formosa đã thải ra những cái chất làm ô nhiễm một số những bờ biển tại miền Trung Việt Nam, tức là Hà Tĩnh, một cái khu vực bờ biển tại miền Trung Việt Nam đó. Thì chúng ta nhớ lại vào cái năm 2016 đó, thì sau khi mà các bờ biển tại miền Trung Việt Nam bị ô nhiễm một cách rất là nặng nề đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân cũng như là đồng bào Việt Nam của chúng ta, và đã có khá nhiều những cái cuộc biểu tình ở tại Việt Nam. Thì rất nhiều đồng bào ở trong nước họ đã biểu tình, họ đứng lên để mà họ bày tỏ cái sự phẫn nộ trước cái thái độ rất là vô trách nhiệm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Khi mà trong những tháng đầu tiên đó, họ đã thấy những cái sự ô nhiễm môi trường, họ đã thấy là ảnh hưởng tới đời sống của các ngư dân Việt Nam mà hoàn toàn họ không lên tiếng. Rồi đã khiến cho đồng bào lên tiếng, và khi đồng bào lên tiếng đó, đã có những cái cuộc biểu tình đã đòi hỏi cái sự công bằng công lý cho ngư dân Việt Nam tại các bờ biển miền Trung đó, thì lại bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt bớ trù dập. Đã rất nhiều người đã bị bắt bớ vì đã lên tiếng để đòi hỏi một cái sự công bằng về vấn đề môi trường mà thôi.
Và với những cái sức ép của đồng bào trong nước, của quốc tế và đồng bào tại hải ngoại đó, đồng hương tại hải ngoại đó, thì những năm sau đó đó, thì công ty Formosa của Đài Loan đó, họ đã bồi thường. Tuy nhiên, thay vì bồi thường trực tiếp tới các nạn nhân của Formosa tại các vùng biển miền Trung đó, thì họ lại đưa cái số tiền bồi thường cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thì anh Cường cũng thấy đó, khi mà đưa như vậy thì mình không biết là có về tận tay những nạn nhân Formosa hay không. Và sau đó, đó thì đã xảy ra một số những cái vụ kiện tụng. Một cái vụ là do một số những người Mỹ gốc Việt và một số những người đang sống ở một số quốc gia Tây phương đó, họ đã đưa ra những cái họ đã dùng tới biện pháp pháp lý. Thì ngày hôm nay đó, chúng tôi phải nói chúng tôi có cái vinh dự để được tham dự một cái buổi hội thảo tại trường đại học UC Irvine. Và cái buổi hội thảo này đó cũng được khởi xướng từ cô Nancy Bùi. Cô Nancy Bùi là một ký giả với cái bút hiệu là Triều Giang, làm cho tờ báo Sóng Thần. Dạ, chắc có thể là trước 75, có thể là anh Cường biết khá rõ. Thì cô Nancy Bùi đã thành lập ra một tổ chức bất vụ lợi để mà tranh đấu đòi hỏi công lý cho những nạn nhân ở tại các bờ biển miền Trung, tức là tranh đấu cái quyền lợi cho đồng bào của chúng ta đang sống tại các bờ biển miền Trung. Và cô Nancy Bùi cũng đã có được cái sự hợp tác ủng hộ của rất nhiều những chuyên gia, của các luật sư ở tại Mỹ, ở tại Canada và một số quốc gia khác. Thành ra cái buổi hội thảo hôm nay tại trường đại học UC Irvine đó, phải nói rằng rất là chuyên nghiệp. Một số người đã đến tham dự ở tại trường, cũng như một số người đã tham dự bằng cái cách là đi tham dự qua cái hệ thống Zoom. Thành ra cái số người tham dự phải nói là khoảng hơn 100 người, tức là cái số người mà chúng tôi thấy tham dự ở trên Zoom là hơn 80 người. Còn cái số người mà tham dự đến tận cái phòng họp để mà tham dự đó cũng phải là 40-50 người. Thành ra đây là một cái chuyện mà chúng tôi thấy đó, là một cái chuyện chúng ta cũng cần quan tâm. Bởi vì mặc dù cái chuyện Formosa nó đã xảy ra cách đây 6 năm, tuy nhiên chúng ta thấy được là đồng bào của chúng ta bị ảnh hưởng cái cuộc sống, và ảnh hưởng là do cái sự vô trách nhiệm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, khi mà họ đã không có những cái hành động thích hợp để mà hỗ trợ cho đồng bào trong nước. Thì thưa tất cả quý vị, chúng ta cũng thấy khá rõ rằng sau hơn 4 thập niên đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn dùng tới cái chính sách độc tài và đàn áp. Dạ vâng, bổ túc với ý kiến của thị trưởng Tạ Đức Chí thì chúng tôi có nói chuyện với chị Nancy Bùi, chị cho cái câu thắc mắc của chúng tôi là tại sao cái vụ Formosa đã 5-6 năm rồi nó chìm lắng bây giờ lại nổi lên, thì chị Nancy Bùi chị đã giải thích cho chúng tôi là bất cứ một cái vụ kiện quốc tế nào nó đòi hỏi khoảng 3-4-5 năm nó mới bắt đầu ra tòa được, thì hiện tại bây giờ là cái thời gian này là thời gian ra tòa. Thì chị Nancy chị cho biết rằng là cái vụ Formosa đó nó mới khởi sự, mặc dù nó đã là 5-6 năm về trước rồi, nhưng nó mới khởi sự gần đây thôi. Thì cái việc mà chị đã nhờ qua cái cơ quan tổ chức mà là thiện nguyện đó, chị đã nhờ được ba cái tổ hợp luật sư lớn của ba nước khác nhau, một bên là bên Đài Loan, một bên là Canada và một bên là Mỹ. Bên Mỹ thì người ta đã cho tòa dưới đã deny, tức là không cho chấp nhận cái vụ án này. Tuy nhiên cái việc này nó kéo dài lên tới tối cao pháp viện, thì tối cao pháp viện cho phép là xử cái vụ này. Thì đó là lý do tại sao mà giờ này ở bên Mỹ mới có thể kiện được. Thì cái ngân khoản, tôi có hỏi về cái ngân khoản để trợ giúp cho cái vụ này, thì là vụ này một cái tương đối lớn. Thì nó là những người như chị nè, trong tổ chức chị Nancy Bùi đó, đã gây quỹ được khoảng chừng độ 400.000 và bây giờ còn đang thiếu 50.000 nữa để chỉ để trả cho cái chi phí tòa án thôi. Luật sư không có lấy tiền vội. Đến khi nào cái vụ án nó giải quyết xong thì lúc đó thì luật sư mới bill cho cái những cái cơ quan Formosa để mà lấy tiền số đó. Thì cũng đó là một cái tính cách vừa trợ giúp và có tính cách nhân đạo và quan tâm tới cái vấn đề môi trường tại Việt Nam này. Thì chúng tôi cũng rất là mừng là thị trưởng
đã quan tâm ở bên đây, đã bận rộn đủ mọi thứ nhưng quan tâm tới những cái sinh hoạt mà liên hệ tới đồng hương tại Việt Nam này, thì cái đó là một cái điều mà chúng tôi đã sinh hoạt với thị trưởng Tạ Đại Chí lâu, là ông làm gì thì làm tại đất Mỹ này, như ông vẫn ngóng nhìn tới quê hương Việt Nam, vẫn có lên tiếng cho những trường hợp cần thiết để trợ giúp những cái phong trào dân chủ, tự do, nhân quyền tại Việt Nam, thì chúng tôi rất là mừng. Cộng đồng chúng tôi rất là mừng là có một người mà có quan tâm đến quê hương Việt Nam này. Thì trở lại cái tình hình sân nhà của mình. Cái sân nhà của mình bây giờ thì là sau gần hai thập niên làm thị trưởng, chủ tịch cộng đồng rồi đủ mọi thứ, đã chúng ta đều biết những cái thành quả, kết quả của 20 năm qua, thì phải nói rằng là ở trong cái cộng đồng Việt Nam này, những người trẻ ít có ai có thể so sánh được cái thành tích đó với thị trưởng Tạ Đức Chí. Thì thị trưởng Tạ Đức Chí nhắc lại là lý do tại sao lại ông đang yên lành ở trong chức thị trưởng, là một cái chức vụ mà duy nhất tại nước Mỹ này, có thể cả thế giới này, là có một người thị trưởng rất là oai dũng làm thị trưởng tại cái đất nước Hoa Kỳ này. Thì lý do tại sao là thị trưởng lại muốn đi một bước nữa lên thủ đô của California, Sacramento để phục vụ ở trên đó? Dạ thưa anh, vào tháng 12 năm ngoái thì có một số người trong cộng đồng đã cho chúng tôi biết rằng đã có cái việc mà vẽ lại bản đồ cho các cái cơ quan chính quyền. Chúng ta được biết đó là sau mỗi 10 năm, sau thống kê dân số đó, thì có một ủy ban sẽ phải vẽ lại tất cả những bản đồ của các cơ quan chính quyền từ liên bang tới tiểu bang, tức là vẽ lại tất cả các địa hạt theo như là cái dân số mới được thống kê vừa qua. Thì chúng tôi được biết đó là cái đơn vị dân biểu tiểu bang, đơn vị 20 đã được vẽ lại. Đây là một cái đơn vị dân biểu tiểu bang hoàn toàn mới, thưa tất cả quý vị, là địa hạt số 70. Thì cái đơn vị dân biểu tiểu bang địa hạt 70 đó bao gồm thành phố Westminster, Garden Grove, Palm Valley, một phần của Santana mà khu của cộng đồng Việt Nam đang cư ngụ, và thành phố Stanton, thành phố Los Alamitos, một phần nhỏ của thành phố Seal Beach và vài con đường của thành phố Huntington Beach. Thì với cái bản đồ đã được vẽ lại cho đơn vị dân biểu tiểu bang địa hạt 70 đó, thì chúng tôi nhìn được bản đồ, chúng tôi thấy nó rất là quen thuộc với lại cái với lại những đơn vị mà chúng tôi đang phục vụ. Và chúng tôi có cái hoài bão rằng nếu mà cộng đồng Việt của chúng ta có thêm cái sự đại diện ở tại thủ phủ Sacramento đó, thì đây là một cũng là một cái điều cần thiết. Chính vì vậy mà chúng tôi đã suy nghĩ rằng chúng tôi muốn có thêm một cái sự dấn thân, và cái sự dấn thân đó đó chúng tôi rất là cần cái sự ủng hộ của các đồng hương, ủng hộ của các cư dân hiện nay đang sống tại đơn vị 70. Thưa tất cả quý vị, với cái vai trò và trách nhiệm của cái người dân cử địa phương qua cái chức vụ từ nghị viên tới thị trưởng trong 16 năm qua, chúng tôi rất là vinh dự và biết ơn đã được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Những điều mà chúng tôi đạt được, thưa tất cả quý vị, đó là những điều mà đồng hương của chúng ta đạt được. Chúng ta đều đạt được những biểu tượng của cộng đồng Việt của chúng ta trên đường Sài Gòn, đại lộ Trần Hưng Đạo, tượng đài tưởng niệm các vị tướng lãnh Tuận Tiết, tượng đài tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa. Đó là thành quả của tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng muốn rằng tất cả chúng ta sẽ cùng có tiếng nói tại thủ phủ Sacramento, và chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gửi cái tiếng nói đó qua cái việc dấn thân của chúng tôi, qua cái sự đại diện của chúng tôi, để mà chúng tôi có cơ hội được cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục làm nên lịch sử, sẽ có tiếng nói đại diện cho cư dân của đơn vị 70, cũng như là trong đó có cộng đồng Việt của chúng ta trên thủ phủ Sacramento. Dạ vâng, như quý vị biết là trước đây là dân biểu Trần Thái Văn, thì luật sư Trần Thái Văn đã là đại diện cho cái đơn vị 68, là cũng là cái đơn vị tương tự như là đơn vị 70 đây. Thì trong cái thời gian đó thì ông ở trên đó, ông đã làm bao nhiêu công việc tốt, mà việc tốt nhất đó, về một cái việc đáng nói nữa là chúng ta không thấy rằng có sự bóng dáng của những người cộng sản sinh hoạt hay là ngấm ngầm ở trên tại thủ phủ Sacramento như vậy. Thì chúng tôi hy vọng rằng là khi mà thị trưởng Tạ Đức Chí trở thành dân biểu thì sẽ tiếp tục con đường đó.
ông trong vòng 20 năm qua tại Westminster này thì ông đã không để cho bất cứ một cái trường hợp nào như cái vụ Trần Trường năm 1999. Thì hy vọng rằng là khi lên Sacramento thì cái mà quan tâm tới cộng đồng Việt Nam, mình quan tâm đến sự xâm nhập của những người cộng sản tại đây á, thì nó sẽ có người đứng ra bảo đảm những cái chuyện đó nó sẽ không xảy ra. Vì chúng ta đã biết rằng California là một, nếu đứng riêng ra, nó là một quốc gia đứng hàng số 5, số 6 chỉ sau Hoa Kỳ, Anh, Đức, Trung Cộng và hơn rất là nhiều nước, ngay cả California này hơn cả nước Pháp nữa. Thì đó là những cái chuyện về kinh tế đó. Thì những cái chuyện đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta rất cần có một cái người đáng tin mà có một cái thành tích hoạt động là chứng minh được, chứ không phải chỉ có nói bằng miệng không thôi. Thì chúng tôi rất là kêu gọi tất cả những người đã biết thị trường Tạ Đức Chí sẽ dồn phiếu cho thị trường Tạ Đức Chí ở trong cái kỳ bầu cử sơ bộ này. Thì chúng tôi được biết là trong cái kỳ bầu cử sơ bộ này chúng ta có 4 người là gốc Việt để cùng tranh cử và một người Mỹ nữa, thì đó là một cái đề tài khác mà chúng tôi sẽ sau khi thị trưởng Tạ Đức Chí có công tác khác phải đi thì chúng tôi sẽ mời luật sư Nguyễn Quốc Lân, chúng tôi sẽ mạn đàm về cái con số mà nhiều ứng cử viên ra tranh cử như vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc bầu cử sắp tới và cái sự chia phiếu ra sao, và chúng ta phải làm thế nào để đưa được một người đại diện mà đáng tin cậy của chúng ta lên trên Sacramento giống làm công việc công tác giống như luật sư Trần Thế Văn ngày xưa 6 năm và 10 năm về trước. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi đang mong muốn cái chuyện nó xảy ra. Thì tôi biết rằng thị trưởng Tạ Đức Chí là từ sáng bây giờ bận rộn đủ mọi chuyện, chưa có cơ hội đi ăn cơm nữa mà còn công tác khác nữa phải đi. Thì xin thị trưởng gửi lời chào đến tất cả các vị đang theo dõi chương trình, và tôi sẽ mời thị trưởng Tạ Đức Chí đến đây để nói thêm chi tiết về cái cuộc bầu cử của ông. Thì đó là một cái bầu cử mà chúng tôi rất là hãnh diện có cái sự tham dự của thị trưởng Tạ Đức Chí. Chúng tôi rất là cảm ơn anh Bùi Mạnh Cường đã cho chúng tôi có cơ hội để mà chia sẻ những sinh hoạt trong cộng đồng Việt của chúng ta, và chúng tôi đã có cái vinh dự để mà tham dự những sinh hoạt đó. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho chúng tôi trong hơn 20 năm qua. Chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn sự ủng hộ này, và sẽ tiếp tục làm việc để mà cống hiến, để mà cùng với tất cả quý vị chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, cảm ơn thị trưởng. Vâng, bây giờ tới người khách thứ hai của chúng tôi là luật sư Nguyễn Quốc Lân. Vâng, xin mời luật sư Lân. Dạ thưa, chúng tôi tiếp tục chương trình qua cái tiếng dân quận Cam. Thì cái chương trình tiếng dân quận Cam này là tiếng nói của cử tri tại khu vực quận Cam này để đưa lên tiếng nói của tất cả những cái đồng hương chúng ta, cũng như là những nhân sĩ ở trong cộng đồng. Và chúng tôi sẽ trình bày tất cả những cái diễn biến chung quanh chúng ta. Chúng ta không biết gì về sân nhà, không biết gì trong cộng đồng chúng ta, thì đó là một cái điều thiếu sót. Thì luật sư Lân phải nói là một trong những người ở lâu đời nhất ở trong cái khu vực Little Sài Gòn này. Ông biết từng cục gạch một ở trong đây nó thay đổi như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi lại mời được luật sư Lân để lên trình bày một số vấn đề mà chúng tôi đang quan tâm, đồng hương đang quan tâm. Xin luật sư gửi lời chào đến tất cả mọi người, chúng ta có thể bắt đầu. Vâng, xin chào Bùi Minh Cường, xin chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nói Tiếng Dân Quận Cam. Rất hân hạnh được tham dự trong chương trình ngày hôm nay thưa anh. Dạ vâng, thì cái đó là một cái hân hạnh cho chúng tôi, là mỗi một tuần vào chiều thứ năm, tối thứ năm chúng tôi sẽ có một cái đề tài khác để nói.
về chia sẻ những tin tức quan trọng đến đồng hương của chúng ta. Và chúng ta, đây là tiếng nói đích thực của những người dân, của những người hiểu biết và của những người mà có uy tín nói về vấn đề này. Thì trở lại, trước khi chúng ta nói về vấn đề cuộc tranh cử đây, thì luật sư Lân cũng là một trong những người mà trợ giúp trong cái chương trình ngày thứ ngày chủ nhật này. Thì xin luật sư Lân gửi lời nhắc lại một lần nữa để cho đồng hương chúng ta biết, để tham dự cái buổi đêm cầu nguyện cũng như là trợ giúp dân chúng Ukraine. Thì vâng, cảm ơn anh. Đúng là như vậy, vào ngày chủ nhật này, ngày 6 tháng 3, cộng đồng Việt Nam ở đây với sự đề nghị của Thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là nghị viên cho Liên Cộng Minh Chí có đề nghị cái ý tưởng là tổ chức một cái buổi gọi là rally, tức là tập họp biểu tình lên tiếng cũng như là thắp nến cầu nguyện cho người dân hay là đất nước Ukraine trước cái sự tấn công rất là man rợ của quân đội Nga. Như quý vị thấy trong thời gian vừa qua, thì khi mà thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như nghị viên cho Liên Minh Chí đề nghị cái ý tưởng đó, thì chúng tôi hoan nghênh và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tiếp tay hết mình. Vì đây là một cái việc làm rất là quan trọng. Lý do rằng cái sự mà xâm lăng của Nga hiện nay đất nước Ukraine đã tạo nên cái sự căm phẫn và phản đối hầu như là đồng loạt của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Riêng người Việt Nam thì chúng ta là những người tị nạn cộng sản Việt Nam, thì chúng ta có cái sự cảm thông, có cái sự đồng cảm với những cái tang thương mà người dân Ukraine đã trải qua, như là những người phải một thân một mình chống lại cái sự xâm lăng của cộng sản, như là những người đã từng có cái trải nghiệm đối phó những cái sự gian trá xảo quyệt của cộng sản, như là những người Việt Nam đã từng có cái kinh nghiệm hiểu biết về cái ý thức về vấn đề tính cẩn, về vấn đề ngoại giao, về vấn đề hiệp ước với những người cộng sản. Mà Việt Nam cũng có cái sự hiểu biết rất nhiều sâu sắc trong cái câu nói là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Vì cái sự trải nghiệm đó mà người tị nạn cộng sản Việt Nam hiểu được rằng người dân Ukraine đang phải hứng chịu như thế nào đối với khi phải đối đầu với những lượng có cái máu cộng sản như là quân đội của Nga dưới cái quyền lãnh đạo của Vladimir Putin hiện nay. Và với việc cái sự đồng cảm đó, việc sự cảm kích của cái tinh thần chiến đấu rất dũng cảm, kiên cường của người dân Ukraine, cho nên là phải nói rằng hầu hết những người Việt Nam tị nạn cộng sản ở đây không ai có thể ngồi yên được mà chúng ta không nói lên một tiếng nói để hỗ trợ cho cái tinh thần đó. Cho nên đó là trong cái ý tưởng đó mà chúng tôi đã đồng ý tiếp tay với thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như nghị viên Charlie Nguyễn Minh Chí để tạo nên cái buổi tập trung, tập họp để mà cộng đồng Việt Nam ở đây có cái cơ hội nói lên cái quan điểm với tiếng nói của mình. Và trong cái buổi tập họp này không phải chỉ có cộng đồng Việt Nam không, mà chúng tôi hiện nay đã mời được cộng đồng người Ukraine cũng đang có mặt ở quận Cam cũng rất nhiều. Họ sẽ đến tham dự với chúng tôi. Và với sự tiếp tay của luật sư Trần Thế Văn, chúng tôi hy vọng rằng có mời được một số chính khách của người Ukraine có thể tham dự qua hệ thống viễn liên hay là qua những phương thức nào đó. Tuy nhiên vì cái trở ngại về vấn đề quá gấp rút về vấn đề trở ngại về kỹ thuật cũng như là có thể là tiền bạc để mà trang trải cho những cái phương tiện này, chúng tôi đang tìm cách sắp xếp không biết như thế nào. Tuy nhiên cái buổi tập trung và thắp nến rally và cầu nguyện thắp nến sẽ được tổ chức vào ngày thứ chủ nhật này lúc từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối ngay tại cái khu gọi là khu Phước Lộc Thọ. Nếu quý vị biết khu Lên Sài Gòn thì biết cái khu Phước Lộc Thọ, cái này là bên kia đường khu Phước Lộc Thọ thôi. Và quý vị nên đến tập trung từ trước 5 giờ và từ 5 giờ đến 9 giờ thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình rất là đặc biệt và rất là cảm động để mà nói, để mà hỗ trợ cái tinh thần đoàn kết cũng như cái tinh thần
đồng tâm với lại người, cảm thông với người dân Ukraine để đối phó với cái thảm họa chiến tranh của quân đội Nga hiện nay. Dạ, cảm ơn luật sư Lân. Thì chúng tôi cũng chưa tiếp lời luật sư Lân thì cũng chia sẻ với quý vị là chúng tôi có cái may mắn là tiếp xúc được với những người organizer, là những người tổ chức ở trong cái buổi diễn hành tại Lago David cũng như là trên Los Angeles ngày hôm nay, rất là đông người. Thì chúng tôi được biết là những người trong cộng đồng của Ukraine ở Orange County và Los Angeles ấy, thì người ta rất là cảm động và cảm kích cái lòng hăng hái trợ giúp một cái dân tộc mà đang bị một nước Nga độc tài tàn ác mà xâm chiếm. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cần phải làm. Và trước khi nói đến người ta đó thì mình nói tới mình. Mình nghĩ tới số phận của mình, chưa biết lúc nào chuyện đó có xảy ra. Quý vị đã, luật sư Lân cũng như quý vị đã biết, năm 1979, tức là cách đây cũng mấy chục năm phải không ạ, thì quân đội tàu đã đổ bộ qua Việt Nam mà đánh dài từ biên giới cho tới ngừng lại tại chỗ cách Hà Nội còn có 200 cây số. 200 cây số thì không hiểu lúc đó là có áp lực của thế giới hoặc là về vấn đề kỹ thuật, là quân đội Trung Quốc không có đủ nhiên liệu, không có đủ phương tiện để mà tiếp tục nữa, thành ra phải rút về. Thì những cái bài học đó chúng ta vẫn còn nhớ, biết bao mấy chục ngàn người lính của Cộng sản đã mất mạng ở đó, cũng như dân chúng đã mất ca, mất nhà, mất cửa ở đó. Thì bây giờ đó, chúng ta nhìn lại tình hình Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là cái ngoài, ở ngoài Biển Đông, chúng ta thấy rằng là quân Trung Cộng đã gây hấn và cũng có người ta tìm một cái cớ nào đó rồi người ta có thể đánh Việt Nam thêm một lần nữa, nên lần này nó sẽ là nặng nhọc hơn. Cũng có thể là nhân cái cơ hội mà Nga đánh chiếm của Ukraine thì Tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta, ông rất là nhân đạo, ông ấy xin cầu nguyện và không gửi quân qua, trợ giúp một cách bằng miệng. Thì như vậy thì là với cái ý đồ đó thì chúng ta thấy rằng là liệu Việt Nam, Đài Loan và cái nước nhỏ ở bên vùng Á Châu như vậy đó có là nạn nhân của Trung Quốc theo cái mô hình mà tấn công của Nga hay không? Vâng, thưa anh nhắc đến cái trận chiến năm 79 khi mà Trung Quốc, khi Trung Cộng dự định xâm chiếm Việt Nam. Phải nói là cái hoàn cảnh lúc đó nó khác bây giờ, ở cái rằng Trung Cộng đã gây hấn với Việt Nam trong suốt ngay sau năm 75 và Việt Nam cũng đã gọi là tìm mọi cách tránh né, nhưng mà không thể nào tránh né được, cho nên họ phải đồng lòng chống lại với Trung Cộng. Thì khi Trung Cộng xua quân xâm chiếm miền Bắc đó, họ nói là dạy cho Việt Nam một bài học, nhưng mà thực ra là Việt Nam đã dạy Trung Quốc một bài học vì đánh te tua trong cái trận chiến đó. Tại vì thực tế là quân bộ đội Việt Nam đó, họ đã dày dặn chiến trường trong cái chiến tranh, trong cuộc chiến Việt Nam rồi. Bây giờ họ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong trận chiến này. Cho nên Trung Quốc thì từ bao lâu họ không có chiến tranh trên đất nước của họ. Cho nên lúc họ xua quân đánh vào Việt Nam, họ xua quân theo cái chiến thuật biển người đó, thì họ đã bị Việt Nam dằn mặt trong một trận te, rất là họ thất bại rất là nặng nề. Họ không tiến thêm vào gần Hà Nội được cho họ rút lui. Chứ thực ra không ai, không có cái thế lực nào mà có thể nói được Trung Quốc ở cái lúc đó. Cho nên họ bị thất bại. Nhưng mà cái buồn cho đất nước Việt Nam rằng chính Việt Nam không có nhìn nhận ra được cái dạ tâm của Trung Cộng, cho nên những năm về sau này họ bị Trung Cộng dần dần thao túng họ, cho nên họ bây giờ họ không còn cái ý chí chống lại Trung Cộng như là chúng ta thấy những năm về trước. Anh đưa ra những điểm như là Trung Quốc với Đài Loan hay Trung Quốc với Việt Nam, thì em có thể nói rằng nếu Trung Quốc xua quân đánh Việt Nam một lần nữa thì Việt Nam sẽ không có cái khả năng
chống cự như như là trước đây. Thứ nhất là Việt Nam, quân đội Việt Nam họ không có tân trang quân đội, họ không có đầu tư vào quân đội, họ dùng quá nhiều tiền vào vấn đề an ninh để kiểm soát người dân, thì là họ không có khả năng gây dựng cái quân đội của họ. Thứ hai nữa, trong ngay cổng cái cơ quan chính quyền đầu não của Trung Cộng, một nửa chống Trung Cộng, một nửa không chống Trung Cộng, sau hai thành phần đánh nhau nhiều hơn là Trung Cộng đánh nhau với Trung Cộng. Cho nên nếu mà Trung rất có thể là Trung Cộng không cần sử quân đánh Việt Nam, nhưng mà họ chỉ cần thao túng và kiểm soát cái chính quyền Việt Nam. Và hiện nay họ đang có khả năng kiểm soát cái chính quyền Việt Nam rồi, và coi như họ được hết tất cả mọi thứ, chứ không cần phải sử quân đánh Việt Nam. Bằng chứng là họ đã làm cái chuyện này với Lào, với Campuchia, cũng như nhiều quốc gia khác qua cái sự kiểm soát của họ. Tuy nhiên nếu mà nói với Đài Loan thì chúng ta sẽ thấy rằng nhân dân Đài Loan sẽ chống trả một cách kịch liệt như chúng ta có thể thấy đối với Ukraine hiện nay. Và người dân Đài Loan họ rất là vững tin, họ rất là dũng cảm trong cái chuyện mà bảo vệ cái khả năng của họ. Và trong suốt nhiều năm qua, Đài Loan cũng đã tăng trang cái khả năng phòng thủ của họ, tăng trang cái khả năng quân đội của họ để đối phó. Họ biết trước là sẽ có ngày Trung Cộng đổ quân lấn chiếm họ, cho nên họ chuẩn bị phòng thủ cho cái ngày đó. Thành ra hai cái bình diện của Đài Loan và Việt Nam nó sẽ khác hẳn nhau nếu mà Trung Quốc xua quân đánh hoặc là Việt Nam hoặc Đài Loan. Vâng, kính thưa quý vị, thì cảm ơn cái sự phân tích của luật sư Lân trong vấn đề này. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để nói thêm về vấn đề là và vấn đề thêm chi tiết về vấn đề mà Trung Quốc cũng như là có khả năng tấn công Việt Nam hoặc là xâm chiếm Đài Loan sau cái bài học của Nga và Ukraine, thì chúng tôi sẽ có nhiều cái đề tài lý thú để mà bàn với quý vị. Bây giờ trở lại cái việc sân nhà đó, tức là nói về cái tình hình chính trị tại quận Cam nói chung và quận Westminster nói riêng đó, thì trong những ngày gần đây, khoảng chừng độ dưới một năm đây, chúng ta có rất là nhiều cái xáo trộn mà do những cái người mà ngày xưa là đồng minh của mình bây giờ lại là kẻ phản phúc. Thì cái điều đó, cái nguyên do sâu xa nào mà nó lại xảy ra cái trường hợp như vậy, thì có rất là nhiều thắc mắc là cái điều đó có phía đằng sau ông A, ông B hoặc là thế lực này, thế lực kia nó đứng đằng sau. Thì theo cái nhận xét của luật sư Lân đó, thì có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái quan điểm của luật sư nhận định về cái vấn đề đó như thế nào. Thế nếu anh nói cái sự xáo trộn trong thành phố, khu vực thành phố Washington trong một năm trở lại đây, chắc anh nhắc đến cái sự phản bội hay phản phúc của nghị viên Kim Lee Ho. Thì nếu mà nói nghị viên Kim Lee Ho thì cá nhân em chỉ nghĩ là cái bản ngã tính cá nhân thù vặt, cá nhân ghen tức và trả đũa nghị viên thị trưởng Tại Đức Chí cũng như nghị viên cho nên người bình chí có tham quyền không? Tham quyền thì ai cũng tham quyền, không ai tham không tham quyền hết, thực tế là như vậy. Nhưng tham quyền mình phải có cái tư cách của mình phải có cái bản ngã của mình, phải biết sử dụng cho nó đúng như thế nào. Thành ra nếu mà sử dụng không đúng thì mà để cho cái bản ngã, cái bản tính thù vặt, trả đũa, tính cá nhân, tính ích kỷ của mình thì cái đó là cái bản tính của cá nhân. Chứ còn tham quyền thì phải nói rằng không ai mà không tham quyền hết. Đó là thực tế là như vậy. Nhưng mà nhìn vô, nếu anh câu hỏi của anh là lý do tại sao như vậy, thì em có thể nói là rõ ràng với cá nhân của nghị viên Kim Lee Ho, nó chỉ là cái tính ích kỷ, tính hèn mọn, tính chích trả đũa, không ăn được thì phá đổ, nó chỉ có vậy thôi. Chứ thì mong không thấy một cái tính gọi là âm mưu sâu xa hoặc cái suy nghĩ chín chắn từ cái nhìn, từ cái hành động đó. Mình không thấy có cái sự khôn ngoan trong cái cách suy nghĩ của cá nhân của ta. Cho nên nếu mà hỏi là lý do tại sao thì em chỉ thấy nó là như vậy. Vâng, sở dĩ tôi có nghe rất là nhiều người nói là tham quyền là như thế này. Một trong lý do ngoài cái tính ích kỷ, cái tính cách tiểu nhân
của bà Kimberly Hồ thì chúng tôi còn thấy một cái điều đó là người ta phân tích là như thế này: nếu bà Kimberly Hồ mà vẫn còn đứng ở dưới trong cái nhóm của bộ ba, đó là ông Chí Tạ cũng như ông Charlie Nguyễn Đại Chí, thì bà lúc nào cũng là nhân vật số 2 và số 3 ở trong đó. Thành ra bà thấy vội vã quá, cuộc đời nó ngắn ngủi quá, bây giờ phải nhanh lên thì bằng cách là phản bội lại cái thị trường tài chính để đứng về phía bên kia. Mà khi đứng về phía bên kia rồi đó thì là bà có cái đa số, và cái điều kiện của bà thỏa thuận ngấm ngầm với ông Carlos Menzo và ông Tài Đỗ là tôi phải là cái người lãnh đạo trong cái chương trình này để ra tranh cử chức vụ thị trưởng trong thành phố Westminster trong năm 2022 này, và sau đó 2024 này sẽ ra tranh cử chức vụ supervisor. Tuy nhiên thì là nhìn đi nhìn lại thì thấy rằng là ra tranh cử chống lại thị trưởng Tạ Đức Chí thì là coi như là tỏi, tức là thua. Tại vì do là bà Kimberly Hồ chưa có bóng dáng, chưa có kinh nghiệm, cũng như không có sự ủng hộ của đồng hương của chúng ta ở đây. Thành ra bà mới đổi hướng là bây giờ tôi không ra tranh cử này, nhưng mà tôi phá chơi bằng cách là tôi có 3 phiếu thì chúng tôi sẽ tổ chức không bầu cử thị trưởng nữa. Thì để mà thì không ai làm thị trưởng thì tôi cũng có cơ hội làm thị trưởng một ngày nào đó thôi. Và đồng thời nữa là lại muốn ra chức vụ supervisor để thừa kế cái vai trò của ông Andrew Đỗ. Thì đó là những dư luận rân đan ở trong đây. Nhưng mà điều rất là ngạc nhiên là hai cái ý tưởng đó chưa xong thì lại nhảy ra tranh cử chức dân biểu. Chức thị trưởng chưa xong, chức supervisor chưa xong lại dân biểu. Thì cái động lực nào mà khiến cho bà ta cứ nhảy từ chỗ này qua chỗ khác như vậy, luật sư Lân Thế nghĩ sao? Em vẫn nói rằng tham quyền là cái bản tính tự nhiên của mỗi người. Không ai mà không tham quyền hết. Vâng. Okay. Nào, nhưng mà em vẫn nói rằng khi mình muốn sử dụng cái quyền, mình muốn thăng quan tiến chức của mình phải dùng cái phương thức mà mình phải có cái tư cách, phải có cái bản lĩnh. Không được dùng cái phương thức mà dùng gian dối, xảo trá, phản bội, vô ơn đi. Nhưng cái quan trọng của cái nghị viên Kimberly Hồ này đó là khi chiến hành động như vậy, có được dùng những cái hành động mà nó hại đến cộng đồng, hại đến cử tri, hại đến thành phố. Cái đó là cái tác hại. Chứ nếu mà cô ta nói rằng ok, tôi muốn làm thị trưởng, tôi muốn làm dân biểu, tôi muốn làm thượng nghị sĩ, tôi phải có chính sách như thế này, tôi phải có cái kế hoạch như thế này, cái đó là chuyện chính đáng thôi. Không ai cấm cô ta làm cái chuyện đó. Nhưng mà muốn làm như vậy mà là vu oan cáo họ cho người khác, bêu xấu những cái mà vô căn cứ, làm những hành động giận cá chém thớt mà nó hại đến cộng đồng, hại đến cái chính nghĩa của cộng đồng Việt Nam, là cái base căn bản nhất trong cái chính nghĩa của cô ta, hại đến cái thành phố, gây bất an bất ổn thành phố, cái đó là không chấp nhận được. So cá nhân của em vẫn nghĩ rằng ai cũng có quyền muốn thăng quan tiến chức của mình, mỗi người có cái phương thức chọn lựa riêng của mình, nhưng phải giữ đúng cái tư cách, cái đường hướng của mình, để mình không vi phạm những nguyên tắc căn bản của cái tư cách con người. Cái đó là cái vấn đề của nghị viên Kimberly Hồ, chứ không phải là vấn đề tham quyền của cô ta. Cách hành xử của ta nó không có đúng theo cái tư cách của một người dân cử, tư cách của một người đại diện hay lãnh đạo cộng đồng. Còn tôi là cá nhân tôi, và cũng như là cái dư luận ở phía ngoài, là người ta vẫn nói bà này là một người tham quyền và có nhiều tham vọng, muốn nhảy. Bây giờ mình đã có tiền rồi, bây giờ mình phải có quyền để mà biểu diễn cho cá nhân, và để cũng cái đó để mà có những cái tư lợi riêng. Thì những cái đó là những cái lời đồn đại đối với quần chúng, với dư luận đang ở đây. Có một cái dư luận khác đó, thì chúng ta thấy người ta nói cũng có vẻ đúng, là chung quanh những người cố vấn cho bà Kimberly Hồ gồm có ai? Ông Phát Bùi là cái người đã từng ngồi với đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Los Angeles. Cái người cố vấn thứ hai đó
là một cái nhân vật rất là bí ẩn mà đã bị lộ diện từ cách đây 5-10 năm, đó là ông giáo sư Trần Văn Chi, là bên báo chí tờ Người Việt, tờ Việt Báo, tờ Viễn Đông đã khám phá ra. Về sau chúng tôi có nói chuyện với những vị đó thì là được biết là ông Trần Văn Chi là cái người đã là bạn của những người mà nội gián là Huỳnh Tấn Mẫn, Trần Văn Nuôi và một số người khác đã chống phá từ chế độ thời ông Diệm cho thời ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đệ nhị Cộng Hòa. Và ông Trần Văn Chi là cái người mà đã bị chế độ Cộng Hòa, đệ nhị Cộng Hòa đưa ra Côn Đảo một thời gian, rồi sau đó được ông giáo sư Sang ở Hòa Hảo xin ân xá cho về. Thì qua đây thì ông qua đây thì không biết là cái sứ mạng ông sao, nhưng mà bên báo chí, bên báo Người Việt cũng như là Việt Báo hay là Viễn Đông, người ta đã biết, người ta đồng sinh hoạt cùng với những người này, người ta biết và người ta đã không có chấp nhận ông này. Thì bây giờ đùng một cái thì chúng tôi thấy rằng là ông ta lại đứng bên cạnh bà Kimberly Hồ. Và song song với đó thì lại có một người nhân vật khác nữa đó mà chúng ta khám phá ra là ông David Minh, là cái người mà bây giờ đang dẫn chương trình, đang cố vấn cho bà Kimberly Hồ. Thì những cái việc xáo trộn như này đó, người ta đi đến một cái kết luận mà chúng tôi thấy là nó có nhiều cái lý do, trong đó là công việc của bà Kim Lê Hồ đang làm lợi cho Cộng sản. Thì anh luật sư Lân nghĩ thế nào? Thì anh, em không có biết về cái thực chất của cái vai trò đóng góp với hiệu quả của giáo sư Trần Văn Chi hay là David Minh. Em không có biết cái này nó ảnh hưởng cái tác dụng gì. Tuy nhiên em thấy là những người chung quanh của nghị viên Kim Lê Hồ đó hoàn toàn là những người đã từng đóng góp, tiếp tay, hỗ trợ cho cái nhóm Hoàng Kiều. Chung quanh, nhìn tất cả những người chung quanh của Hoàng Kiều như là Colette Manso, Phát Bùi, như cái nhóm lãnh đạo của cựu chiến sĩ của Tây Nam, chiến sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, cựu chiến sĩ miền Nam Cali, tất cả các hội đoàn, các nhóm, các cá nhân hoàn toàn là cái nhóm của Hoàng Kiều. Ngay cả những cái luận điệu, những cái lời bôi bác mà họ đưa ra bây giờ cũng chỉ là những luận điệu của nhóm Hoàng Kiều. Những cái hình ảnh, những cái video cũng chỉ là những câu chuyện của cái nhóm Hoàng Kiều. Như là chuyện Ngô Thanh Vân, chuyện thị trưởng Tạ Đức Chí, chuyện Alan Ford, tất cả những chuyện của nó cũng từ nhóm Hoàng Kiều. Nghĩa là nếu mà lý do là tại sao hồi trước giờ em vẫn nói là đây là cái trục vận động bất chí tự nhiên thành của nhóm Hoàng Kiều, là tại vì những người chung quanh và những cái vận động, những cái lập luận, những cái lý thuyết của họ cũng từ cái nhóm Hoàng Kiều. Và nhóm Hoàng Kiều chỉ có một mục đích thôi, là dập sạch cái thành trì của chống cộng của cộng đồng Việt Nam ở đây. Và họ dập sạch hết tất cả những gì mà đại diện cho cái quyền lợi tiếng nói của cộng đồng Việt Nam ở đây. Và mục tiêu của họ chỉ có vậy mà thôi. Nhưng nói như vậy không nghĩa là nghị viên Kim Ly là Hoàng Kiều. Nghị Kim Hô là một cái người phản bội, phản phúc, trả thù, trả đũa, ngồi bước vô, tạo cho cái nhóm Hoàng Kiều này nó có sinh khí, nó có cái thế lực. Chứ nếu mà lấy nghị viên Kim Liên Hồ ra, cái đám Hoàng Kiều nó cũng như là chuột ướt sau cái cuộc vận động bãi nhiệm của Hoàng Kiều thôi. Cho nên cái đặc biệt cả là Hoàng Kiều, mình nghị viên Kim Liên Hồ đã bước vô cái nhóm này, tạo cho cái nhóm này nó có sinh lực, nó đúng trong cái thành phần hội đồng. Thành phố có 5 người thì vào nhóm 2 cộng thêm 1 người nó thành 3, hay nó có hành động đó. Tuy nhiên là cái trách nhiệm của nghị viên Kim Hồ đã tạo tiếp tay với cái nhóm Hoàng Kiều này, họ thi hành những cái chính sách, những cái quan điểm, những hành động mà họ muốn thực hiện được, không trước đây họ mà làm mà không được, bây giờ họ chỉ thực hiện cũng với cái mục tiêu đó, có nghĩa rằng giảm thiểu hoặc là tiêu diệt cái sức mạnh chính trị của cộng đồng Việt Nam ở đây. Và đó là mục tiêu của họ, họ đang theo đuổi là như vậy. Anh muốn dùng cái đó để nói rằng có tiếp tay với có lợi cộng sản, đúng, cái đó là một cách trực tiếp hay gián tiếp nó có lợi với cộng sản, vì cái mơ ước của cộng sản họ muốn thực hiện cái đó từ mấy chục năm nay mà không được, bây giờ họ có cái cơ hội làm việc như vậy, là như vậy. Vâng, nói như vậy thì có nghĩa là bây giờ mặc dù sau khi tốn hơn 2,5 triệu tiền Mỹ Kim, 2,5 triệu Mỹ Kim đổ vào cái cuộc bãi nhiệm vừa qua mà hoàn toàn thất bại, thì ông tỷ phú Hoàng Kiều đã lánh mặt, không ra xuất hiện nữa. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu
ông vẫn còn dấp dáng ở đây là qua cái nhóm tàn quân của Hoàng Kiều, gồm có ông Tài Đỗ, ông Carlos Menzo, ông Phát Bùi, ông Phạm Kim Long, mấy ông Nguyễn Văn Ức, ông Su A Cầu. Đó là những cái nhân vật mà ông Bùi Đẹp đó, xin lỗi, không nhớ ông ta. Vì ông ấy đẹp, rất đẹp trai, thì là ông ấy được ông Hoàng Kiều cho hứa là sẽ cho cả 100.000 để ra tranh cử trong năm nay nè. Thì không biết là ông ấy đang chọn cái chức vụ nào thì để ông ra tranh cử. Thì cái đó là cái điều mà, thì như vậy có nghĩa rằng là cái ảnh hưởng, cái hành động, mặc dù ông Hoàng Kiều không có xuất hiện nhưng mà nó vẫn còn nằm đó. Luật sư có nghĩ vậy không? Vâng, tất cả mọi chiến dịch hiện nay trong cái việc xào xáo trong suốt từ ngày mà họ dược sập cái tượng đài tái chế của thành quản trị là hoạt động của Hoàng Kiều. Tất cả mọi nhân lực, vật lực của họ là trong cái nhóm Hoàng Kiều được ra. Tất cả những, anh để ý tất cả những cái người blogger, những cái người mà chuyên môn gửi video, gửi message qua lại là cái nhóm từ Hoàng Kiều ra. Vì chính em đã tham dự trong cái cuộc chống lại cái cuộc vận động bãi diệt, em biết rõ mặt mũi của từng người, người từng người biết các bạn nói. Và đây là cũng là bài bản của họ, đây là cũng chính nhân lực của họ, đây là cũng chính cái lập luận của họ mà thôi. Ngay cả cái video, những cái câu chuyện, những cái chuyện đó họ cũng đưa lặp lại, chỉ đổi lại tựa đề mà thôi. Họ đến từ cái nhóm Hoàng Kiều, cho nên tất cả những hoạt động này, tất cả cái chương trình nghị sự của ông nghị viên Tài Đỗ, Carlos Manzo đưa ra bây giờ mà cộng đồng Việt Nam chống đối cũng từ cái nhóm Hoàng Kiều mà ra. Họ chỉ dùng bổn cũ họ phải lại mà thôi. Cho nên tất cả những hoạt động này nó đều là của nhóm Hoàng Kiều, và với cái thành phần chủ lực của trong cộng đồng Việt Nam cũng chỉ cái nhóm Hoàng Kiều, là cái nhóm Pháp Bụi như vậy. Thế đó, rõ ràng là cái chiến dịch này, cái chiến dịch gây xáo trộn này là cái chiến dịch của nhóm Hoàng Kiều, không có cái gì họ không thể nào chối cãi được cái chuyện đó. Vâng, nói như vậy có nghĩa rằng là cộng đồng của chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác cái ảnh hưởng của Hoàng Kiều cũng như là tàn quân của ông ta, và họ muốn là phá vỡ cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta để lúc đó để họ dễ dàng thao túng. Bây giờ còn có thị trưởng Tạ Đức Chí ở đây, còn có luật sư Nguyễn Quốc Lân, cựu dân biểu Trần Thái Văn, vân vân và vân vân, thì người ta khó hành động. Nhưng mà cái con vật thí thần đầu tiên á, là người ta muốn triệt hạ thị trưởng Tạ Đức Chí bằng mọi cách. Chúng ta đã nhìn thấy đuổi thị trưởng Tạ Đức Chí ra khỏi cái bàn làm việc, cái phòng làm việc của ông ta, rồi không có bầu cử bãi, không có bầu cử thị trưởng nữa, rồi phá đám chùa truyền thế này kia để gây xáo trộn trong cộng đồng, và yếu tố cuối cùng thì là để phá vỡ cái sức mạnh của cộng đồng chúng ta đã xây dựng từ hơn 40 năm qua. Thì cái trước cái sự mà nguy hiểm như vậy đó, thì luật sư Lân có lời cố vấn gì đối với những người cử tri cũng như là cái người cộng đồng của chúng ta phải làm cái gì để đối phó lại cái sự ảnh hưởng ngấm ngầm của ông Hoàng Kiều và những người đằng sau ông Hoàng Kiều là những ai nữa? Thì đó là một cái câu hỏi mà hàng triệu Mỹ Kim mới có thể trả lời được. Wow, thưa anh Cường, anh không cần phải nhìn chịu Mỹ Kim, cần chịu 2,5 triệu Mỹ Kim là trả lời được câu hỏi đó rồi. So, đúng, tôi hiểu rằng đồng hương ở đây rất là ngán ngẩm với chuyện tranh chấp cãi cọ nhau. Nhưng mà khi, hoặc là phải chấp nhận có cái sự tranh cãi đó, hoặc là nhìn sâu vô biết rõ nhóm nào thực sự đại diện cho quyền lợi tiếng nói của cộng đồng. Nhóm nào là chỉ có mục tiêu phá hoại cái sức mạnh chính trị và chính nghĩa của cộng đồng. Hãy nhìn cái nhóm mà đối đầu với cái thành phần phá hoại đó. Anh nhìn những thành tích của những cá nhân, của những người như luật sư Trần Thái Văn, từ bao nhiêu năm nay cũng chỉ là một thành tích bảo vệ cái sức mạnh chính trị của cộng đồng. Thị trưởng Đại Đức Chí cũng bao nhiêu năm nay cũng chỉ có mục đích đó, từ những từ ngày sinh viên, từ ngày chưa lập gia đình đến làm chủ tịch cộng đồng, bao nhiêu năm cũng chỉ làm như vậy. Thì nghị viên cho đến mình chỉ mấy chục năm nay cũng chỉ trong cái tinh thần phục vụ giới trẻ, phục vụ cộng đồng, cũng với cái chính nghĩa như vậy. Và cá nhân của em ở đây
cũng bao nhiêu năm cũng làm như vậy. Thế nhìn hành động của tất cả mọi người như vậy thì cộng lại để mới thấy được những gì trong nhóm những người này, ai đã làm sai điều gì, ai đã làm gì chuyện phản bội lại cộng đồng, ai đã làm chuyện gì mà hại đến chính người cộng đồng. Nếu nhìn lại phía bên kia sẽ thấy thành phần nào là những thành phần phá hoại cộng đồng. Phát bùi tự nhiên khơi khơi ở đâu chạy vô cứ phá bỉnh bỉnh cái chuyện sinh hoạt của thành phố Washington. Không phải phá lên tiếng chính đáng thì là không nói làm cái gì. Phá những bằng những cái chuyện bịa đặt, những cái chuyện xuyên tạc, những cái chuyện you know, gài mốc mà không đúng ra đâu vào đâu hết. Những cái hành động của cái nhóm lãnh đạo của liên hội của chiến sĩ, họ đã hèn hạ không dám đối đầu với ông tỷ phú Hoàng Kiều, chỉ cái hy vọng nhận được số tiền nào đó của mưa móc của ông ta để làm như vậy. Nhưng mà đến khi ông ta đổ 2,5 triệu vô phá hoại cộng đồng, họ không dám một lời lên tiếng. Từ đến khi những cái người trẻ mà dấn thân phục vụ cộng đồng như là Alan Ford chẳng hạn, họ ra tuyên cáo chống lại Alan Ford dựa trên cái gì? Dựa trên họ nghe lời ông thứ trưởng ngoại giao của Cộng sản Việt Nam nói rằng ô, đây là những người ra thăm biển đảo là những công dân tiên tiến của Việt Nam. Không hiểu tại sao họ nghe lời Cộng sản đi triệt lại cái người con cháu chống cộng, nghĩa là không hiểu được cái gì. Rồi ông phát bùi đọc 79-80 mấy tờ báo của Việt Cộng nói rằng cái phục viêm, cái cuốn phim Vượng Đỏ Phượng Xanh gì đó là bài bản của công an, là vinh danh cái chuyện đó. Họ đọc cái báo Cộng sản, họ quay lại họ chù dập cái người Việt Nam là người chống cộng, là tại sao thị trưởng Tại Đức Chí đi lại tiếp tay cho hành động đó. Họ đọc báo Cộng sản quay lại chù dập cái người anh em Cộng sản. Họ nhìn những người như nghị viên Tài Đỗ ngay đầu tiên được đắc cử vào nghị viên là ngày đầu tiên gây xáo trộn trong thành phố, và suốt trong 4 năm qua là như vậy hết. Những người như ông Carlos Manzo là sao? Một người hiếm có trong khu lễ sở này dám hãnh diệt đứng nghênh ngang bên cạnh ông Hoàng Kiều, cảm ơn ông Hoàng Kiều, vinh danh ông Hoàng Kiều. Hãy nhìn tất cả những cái ekip, những người chung quanh như vậy thì thấy được, quý vị, nếu mà nhìn ekip như vậy, bỏ hai kênh sẽ biết được là bên nào bảo vệ cộng đồng, bên nào phá hoại cộng đồng. Thì cái đó là cái lời khuyên duy nhất mà em muốn, là khi mà cộng đồng có cái sự ngán ngẩm trong cái sự tranh chấp cãi cọ cộng đồng, hãy chỉ phân định rõ cái làn ranh, ai đứng bên làn ranh nào, thì quý vị sẽ thấy được là phe nào đứng lên bảo vệ cái chiến nghĩa cộng đồng, phe nào là chống đối phá hoại cộng đồng. Vâng, có một câu hỏi trước khi đi vô cái đề tài nóng bỏng về cái cuộc tranh cử ở đây á, thì chúng tôi muốn hỏi luật sư Lân câu như thế này. Có một số đồng hương nói với chúng tôi rằng là người ta không tham gia vào cái diễn trình bầu cử ở đây vì lý do là phe ta đánh phe mình, vạch áo cho người xem lưng. Thì tôi có nói lại với những người đó rằng là mình chẳng có đánh phe nào cả, mình chỉ là đỡ lại những cái gì mà người ta đang phá phách. Thí dụ mình thấy một cái chuyện trái tai gai mắt như vậy thì mình phải nhảy vô để mình sửa chữa, mình phải giúp đỡ những cái người đó, chứ không phải là cái chuyện đánh nhau. Nếu mà chúng ta gọi là đánh nhau đó, là chúng ta nhóm này ra cái nhóm kia, ra đồng không mông quạnh hay ra một cái địa điểm nào đó để chúng ta đánh nhau. Còn đây chúng ta đang ngồi yên lành ở trong cái khu vực của chúng ta rồi tự nhiên có người đến phá, thì chúng ta đâu có phải là chúng ta đánh nhau, mà chúng ta là chống lại tất cả những cái gì đang phá hoại trong đây. Thì cái quan điểm đó luật sư Lân có chấp nhận là chúng ta đang vạch áo cho người xem lưng, hoặc là chúng ta tự đánh nhau, có đúng không? Anh Bụi Mình Cường nhận xét nói lên rất là đúng. Có đánh nhau, nhưng mà đó là sự đánh nhau cần thiết của cái thành phần chính nghĩa chống lại những thành phần phá hoại bảo tàng để bảo vệ cái thành trì chính nghĩa của cộng đồng. Mà đánh nhau không phải là phe này đánh phe kia. Đây là một cái phe của chính nghĩa của cộng đồng đứng lên bảo chống lại những thành phần thiểu số như vậy. Chứ nếu chúng ta nhìn vào cái kết quả bầu cử, người ta sẽ thấy phe nào là chính nghĩa, phe nào là phá hoại. Người ta nhìn cái bầu cử của những người như là nghị viên Tài Đỗ chống lại những người như thị trưởng Tại Đức Chí, thì nghị viên Johnny của mình Chí.
người ta sẽ nhìn những cái phiếu bầu của ông Phát Bùi trong tranh cử về nghị viện để đối phó với những người khác như thế nào. Người ta thấy được cái kết quả bầu cử qua cái cuộc bầu cử như thế nào để biết được nào là cái phe nào là phe chính nghĩa của cộng đồng, phe nào là phe bảo vệ cái danh dự của cộng đồng. Thành ra, nhưng mà nếu nói rằng thấy đánh nhau mình chán ngán, mình không nhớ vào, mình không có dính tay, không có tham dự vào đó, là một hành động trực tiếp để cho những thành phần bảo tàng đó nó thao túng, nó là còn giết người chính nghĩa của mình còn tệ hơn nữa. Cho nên nhiều lúc không tham dự vào đó là chuyện cái sự chọn lựa của mỗi người. Tuy nhiên những người đó không có được chỉ trích cái chuyện đánh nhau là cái chuyện cãi nhau tranh chấp là cái chuyện cần thiết. Tại nếu mà không tranh chấp, không cãi nhau như vậy đó, điều đó có nghĩa là những người bảo vệ chính nghĩa cần phải buông xuôi để những thành phần bảo tàng đó họ muốn làm gì thì làm, để khi xảy ra cái đó là một cái sự chọn lựa không có thể chấp nhận được. Vâng, đúng như luật sư Lân đã nói đó, là thí dụ như tôi là cái cư dân của thành phố Fountain Valley, một cái thành phố mà đã an bình, tôi năm nay cũng đã nghỉ hưu rồi, việc gì tôi phải vô cái thành phố Westminster này để tôi đứng đầu, đứng đường, đứng chợ để kêu gọi người ta đi bầu, hoặc là phải giờ này đã lý ra ở nhà chơi với con cái vợ con này kia thì ngồi đến đây 10 giờ đêm để mà nói về cái chuyện tâm sự như thế này, thì cái đó là những cái điều bất đắc dĩ chúng tôi phải làm. Và chúng tôi cũng có thể trả một lần nữa, tôi thẳng thắn trả lời tất cả những cái vị có cái ý nghĩ rằng là chúng ta đang vạch áo cho người xem lưng, vạch chúng ta đánh nhau, thật sự chúng ta chẳng có đánh nhau gì cả. Tôi không ở thành phố Westminster, Fountain Valley, tôi chẳng có quan tâm gì tới thành phố Westminster. Nhưng mà một người có lương tri, một cái người có ý thức về cộng đồng thì thấy cái việc chẳng đặng đừng như vậy thì chúng ta phải lên tiếng. Vậy thôi. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà cái cuộc bầu cử ở đây, như luật sư Lân đã biết rằng là đến ngày 11 tháng 3 này là hết hạn nộp đơn. Nhưng mà trên báo chí truyền thông đã cho biết là chúng ta có 4 người Việt Nam ra tranh cử một cái chức vụ dân biểu tại địa hạt 70 này. Và 4 người Việt Nam, trong đó có 3 người là Đảng Cộng Hòa, 1 người là Đảng Dân Chủ. Ngoài ra còn có 1 người Đảng Cộng Hòa nữa, phụ nữ nữa ra tranh cử. Trong đây thì có cái dư luận nói rằng là Việt Nam mình tranh chấp nhau như vậy thì không chừng cái ghế đã lọt vào tay của một người địa phương Mỹ. Thì cái điều đó đã xảy ra năm 2012. Một lúc đó, đó thì là cuộc tranh cử có 2 ứng cử viên Việt Nam, chỉ có 2 thôi nhé, là ông Châu Đỗ Vinh và ông Phạm Kim Long. 2 bên không có nói với nhau được để nhường cho nhau, hoặc là cử tri không có nhất tâm bầu cho một ứng cử viên nào đó. Thành ra cái ông Travis Allen là một cái người hoàn toàn xa lạ với cộng đồng chúng ta, chưa bao giờ ông sinh hoạt trong cộng đồng chúng ta. Ông ta nhảy vào cái bước số 2 và sau đó thì ông hạ luôn cái ông dân biểu Troy Ager, ông thị trưởng Troy Ager, để ông trở thành dân biểu của cộng đồng Việt Nam mình trong vòng 6 năm. Thì bây giờ cái hình ảnh mà chúng ta thấy như vậy rồi đó, bài học đó chúng ta cần phải học. Thì luật sư Lân có cái lời khuyên gì, có cái nhận xét gì về cái việc mà tranh giành nhau như vậy nó sẽ mất cái quyền lợi của chúng ta? Dạ vâng, đúng là như vậy. Trong cái cục, trong cái khu vực bầu cử, cho dù bất cứ cái khu vực nào, chức vụ nào, cho dù đông người Việt Nam như thế nào, mà có cái sự cạnh tranh của nhiều ứng cử viên gốc Việt là đương nhiên nó là cái tình trạng tranh đấu lẫn nhau, thì chỉ có ngư ông thủ lợi, tức là người ngoài cộng đồng họ hưởng lợi mà thôi. Lý do là cộng đồng Việt Nam không có cái khu vực nào gọi là cái khu vực đa số hết. Một khi nó có nhiều ứng cử viên mà tranh cử nhau thì như vậy là các phiếu bầu sẽ cancel lẫn nhau, chính là hủy bỏ cái phiếu bầu lẫn nhau. Như vậy nó làm phản tác dụng hay đi ngược lại tác dụng của cộng đồng Việt Nam. Cho để nên mà bất cứ ai không phải là Việt Nam họ vẫn có thể thủ lợi, họ là ngư ông thủ lợi trong chuyện đó. Cho nên trong bất cứ cái đơn vị nào bầu cử trong khu vực lên Sài Gòn, cho dù là đông người Việt Nam như vậy, thì phiếu Việt Nam chỉ có giá trị, chỉ có hiệu quả, chỉ khi nào họ biết dồn vài một phiếu nào đó
một cái ứng cử viên nào đó để bảo vệ cho cái quyền lực của cộng đồng như vậy. Mà nếu mà có nhiều cái tranh chấp, họ cứ cãi cọ nhau, họ sẽ hủy diệt cái phiếu bầu lẫn nhau và họ sẽ bị ảnh hưởng chung để mà tạo điều kiện cho các người ông thủ lợi là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Lân đã chia sẻ. Như chúng ta đã biết rằng là cái sự chia rẽ, chúng ta sẽ dĩ nhiên là chúng ta không có bảo được ai là nên ra hay nên không ra trong cái chức vụ này. Nhưng mà đó, cái giải pháp theo tôi nghĩ đó là cái người cử tri là cái người phải quyết định trong cái chuyện đó. Quyết định cái chuyện đó là thay vì bỏ phiếu đồng đều cho ông A, ông B, ông C thì mọi người đều phiếu ít cả, thì cái người mà dân địa phương giống như ông Travis Allen của năm 2012, ông ta sẽ nhảy lên làm đại diện cho chúng ta, thì chúng ta cũng nhờ cậy ông ta được một phần. Nhưng mà đó, ông ăn hamburger quen, ông không biết ăn phở, ông không biết ăn nước mắm nhiều, thành ra ông làm sao ông mới bảo vệ quyền lợi của chúng ta được. Thì đó là cái điều mà chúng rất là nhiều người cần quan tâm. Thì trước khi chúng ta đi qua cái phần kế tiếp thì xin luật sư có cái lời khuyên hay cái lời chia sẻ gì đối với cử tri ở trong cái địa hạt 70 này, và dựa vào cái lý do nào mà luật sư Lân đề nghị rằng là nên bỏ phiếu cho người nào đó để mà chúng ta có cái bảo đảm, chúng ta có cái người đại diện của chúng ta tại Sacramento, thưa anh? Như vậy, không những là trong cái đơn vị dân biểu đơn vị 70 này, mà trong có tất cả các đơn vị bầu cử đây, nếu quý vị chọn lựa một ứng cử viên của mình, quý vị phải nhìn đến cái thành tích hoạt động, cái chiều dài bề sâu hoạt động của họ là bao nhiêu năm. Quý vị phải coi trong suốt bao nhiêu năm như vậy, họ đã chứng tỏ cái quan điểm, cái thành tích của họ như thế nào trong suốt những năm đó. Và quý vị phải coi coi họ đã từng làm cái gì mà hại đến cái danh dự chính nghĩa của cộng đồng hay không. Và đó là cái thành tích đó là một cái bằng chứng xác thực nhất để quý vị cân đo có cái ảnh hưởng như thế nào. Do đó quý vị phải rất là cẩn thận, đừng có nhìn vào những cái người những người mà họ chỉ mới nhảy ra hoạt động, hay là những người họ chưa có cái thành tích, chưa có cái gì để chứng tỏ cái khả năng hoạt động của họ. Và những cái tai hại nhất của trong cái lịch sử của dân cử Việt Nam trong suốt thời gian qua, những cái người mà tệ hại nhất là những người từ đâu trên trời nhảy xuống, nhảy ra họ tranh cử, tự nhiên cũng có khi họ đắc cử, cũng khi họ thành công, nhưng mà vì là cộng đồng không biết được cái thành tích của họ, không biết được cái quan điểm của họ, cho nên đến lúc họ làm cái chuyện sai trái hay là phản bội cộng đồng, lúc đó là trễ quá rồi, lúc đó là hỡi ơi rồi. Thành ra nếu anh Cường hỏi rằng dựa trên cái tiêu chuẩn nào, thì em phải nói rằng dựa trên cái bề dài hoạt động của họ, cái chiều sâu hoạt động của họ, cái thành tích của họ, thì quý vị có thể biết rõ hơn, chắc ăn hơn là những người mới trên trời rớt xuống như là nghị viên tại đỗ chẳng hạn. Dạ vâng, cảm ơn. Chúng ta chỉ còn có đôi phút nữa thì chúng tôi xin tiếp lời là của luật sư Nguyễn Quốc Lân là như thế này. Khi mà nói chiều dài sinh hoạt cũng như là kinh nghiệm và vấn đề đạo đức, chúng ta có một cái thời gian lâu dài 20 năm, 30 năm rồi, thì chúng tôi thấy rằng không có ai xứng đáng hơn là thị trưởng Tạ Đức Chí. Ông đã phục vụ cho chúng ta 20 năm qua, đã giữ được cái thành phố Westminster này an bình và không có gì xáo trộn. Bây giờ ông chọn ra một cái bước đường mới để phục vụ một cách hữu hiệu hơn. Thì chúng ta thấy rằng, cá nhân tôi đó, thấy rằng dù không có bầu phiếu cho ông được ở Westminster này, nhưng tôi thấy ông là một cái người xứng đáng. Không phải là nói để nịnh ông ta hay là khoe, mà cái đó là một sự thật. Còn chúng cái người mà được kế tiếp á, là bà Kim Lê Hồ, chúng ta không phải quan tâm tới vì bà đã phản bội chúng ta và đã có đồng hương, mọi người đều biết bà không, cái điều đó không thể chối cãi được. Còn cái người khác nữa đó thì trên trời rơi xuống không biết ở đâu ra, mà lập trường quốc gia thì cũng chưa bao giờ thấy được thể hiện, thì đó là một cái điều mà chúng ta cũng không nên dồn phiếu. Chúng ta phải bỏ phiếu cho một người thật nhiều, người đó là thị trưởng Tạ Đức Chí, thì lúc đó chúng ta mới bảo đảm rằng là có cái sự
mà có tiếng nói của chúng ta tại Sacramento này, thưa luật sư Lân. Đến giờ còn giây phút cuối cùng thì chúng ta đều biết rằng là cái cuộc recall với cái sự đóng góp của đồng hương khắp mọi nơi đây đã cố gắng hết nhiều, tuy nhiên cái kết quả không được như ý muốn. Thì luật sư Lân có cái điều gì chia sẻ với đồng hương về cái kết quả này? Dạ vâng, nói đến cái kết quả của thu nhận chữ ký bầu cử bãi nhiệm nghị viên kiêm liên hội thì rất tiếc là cho đến ngày hôm nay kết quả không thành công. Lý do là không có thu thập được đầy đủ chữ ký theo đúng cái tiêu chuẩn đặt ra là khoảng 2.666 chữ ký do luật lệ đặt ra. Tuy nhiên những kết quả này nó ngoài trong cái khả năng của mặc dù là có sự cố gắng của rất đồng loạt của cử tri tại Westminster cũng như là tại khắp mọi nơi. Tuy nhiên có nhiều cái lỗi lầm mà mình không thể nào kiểm soát được. Ví dụ như tên tuổi người Việt Nam họ ghi không có chính xác như tên họ. Chữ ký của họ khác đi không có giống như chữ ký trong hồ sơ của họ. Tên địa chỉ của họ không có ghi địa chỉ của họ không có ghi chính xác như là họ ghi. Như lúc tên của họ, lúc trước họ đó là Thanh Hằng, bây giờ họ dùng tên là Helen, thành ra nó cũng không có biết rõ được và tên của họ có đổi đi, đổi người và cái nhiều người họ ghi tên, họ nghĩ họ ghi danh ở trong đó nhưng mà họ không phải ghi danh trong đó. Thành ra cũng có nhiều lý do cũng phải chấp nhận thôi. Tuy nhiên, ban vận động bãi nhiệm cũng đang tiếp cận với phòng ghi danh bầu cử để kiểm nhận lại những cái quyết định của họ có đúng hay không. Tuy nhiên cái kết quả cho tới giờ này cho thấy vẫn là như vậy, nhưng mà ban vận động, mặc dù ban vận động sẽ tiếp cận với lại phòng ghi danh bầu cử để kiểm nhận những cái quyết định của họ có chính xác hay không. Tuy nhiên dù sao nữa, nếu mà nhìn là con số, nếu mà tính luôn những con số đã có chữ ký nhưng mà từ chữ nó chệch choạc thiếu thoát cái này đó, chúng ta phải nói rằng con số mà như hơn 4.000 chữ ký nên nộp vào trong tổng số chỉ có khoảng 12.000 cử tri thôi. Nhưng mà thực ra cái lực lượng mà thực sự là đi bầu đó, thực sự đi bầu trong suốt bầu cử này chỉ có khoảng 7.000, 8.000 thôi. Điều đó có nghĩa rằng ban vận động chữ ký đã tiếp cận được có gần một nửa cái chữ ký của tất cả các cử tri đi bầu rồi. Thì đó là nó phản ánh được cái mức độ hưởng ứng, mức độ hỗ trợ cái sự bãi nhiệm nghị viên kiêm hội rất là cao. Điều đó, cái đó là chỉ trong cái khu vực nhỏ của khu vực nghị viên kiêm liên hội thôi. Cái đó chưa phải là cái số cử tri trên toàn Westminster hay là toàn khu Lusagan ở đây. Cho nên mặc dù cái kết quả không thành công trong cái việc thu thập chữ ký, nhưng đó nó phản ảnh cho nghị viên kiêm liên hội để thấy rõ là cái mức độ chống đối, mức độ tức giận của người dân, cử tri trong khu vực này đối với nghị viên kiêm hội rất là cao. Và cái việc này nó cũng ảnh hưởng sắp tới trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Dạ vâng, cảm ơn luật sư Lân đã chia sẻ cái nhận xét đó, thì chúng tôi thấy nó cũng là chính xác. Và chúng tôi xin nhắc lại cái lời nói của luật sư Lân vừa qua là chúng tôi đã có yêu cầu cơ quan tổ chức bầu cử quận Cam này cho phép chúng tôi đến nơi giám nghiệm xác định lại những 600 cái chữ ký mà nó bất hợp lệ đó thì để xem rằng là nó nguồn gốc nó như thế nào. Tại như mọi người đều biết rằng là cái tên tuổi của người Việt Nam mình nó thay đổi liên tục như vậy, thành ra rất là khó có thể mà người Mỹ người ta hiểu được cái vấn đề đó, cũng như là thay đổi chữ ký một cách bất thường hoặc là không có thông báo những cái thay đổi của mình đối với cơ quan tổ chức bầu cử. Thì kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã được kết thúc tại đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Trí Tạo For Assembly. Chúng tôi hẹn lại quý vị vào mỗi một ngày thứ năm, chúng tôi sẽ có cập nhật những chương trình về tin tức bầu cử, tin tức thời sự một cách đầy đủ hơn. Mong quý vị theo dõi và đón xem chúng tôi hàng tuần xảy ra tại cái cơ quan, cái phòng ghi âm của Church Media Network. Đồng thời chúng tôi cũng xin quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi ở trên đài radio 106.3 vào lúc 11 giờ tới 12 giờ đêm mỗi ngày thứ hai, và từ 5 giờ tới 6 giờ tại đài 1480 AM lúc ngày Chủ nhật từ 5 giờ tới 6 giờ. Xin kính chào tất cả quý vị.
luật sư Lân gửi lời cuối cùng đến cho quý vị. Dạ vâng, cảm ơn Mười Minh Cường cho em có cơ hội tham dự ngày hôm nay. Xin chào quý vị thính giả và rất mong là có cơ hội trở lại trong chương trình như thế này. Dạ, xin cảm ơn mọi người.